Xét các điều kiện của hệ thống ngân hàng lẫn các diễn biến của kinh tế vĩ mô hiện nay, thì mức lãi suất cho vay của chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể giảm mạnh hơn nữa về mức 7 đến 8% một năm. Đây là một nhận định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Nguyễn Văn Bình tại buổi sơ kết chương trình cho vay này sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay của nhiều chương trình tín dụng đang được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đều có thể giảm xuống trong năm nay. Riêng những khoản vay ngắn hạn thông qua sự kết nối của chính quyền địa phương, mức lãi suất này thậm chí có thể giảm về 7%. Đối với các cái doanh nghiệp, thì các đồng chí trong cho vay ngắn hạn có thể xem xét cái mức lãi suất thấp hơn nữa. Để làm sao năm nay cái mức này nó biến động ở mức khoảng, tức là cho vay ngắn hạn trong cái kết nối ngân hàng doanh nghiệp nó biến động trong khoảng từ 7 đến 8%. Tôi nói như vậy không phải là vì bắt ép thì các đồng chí đâu, mà đây là vì phân tích trong toàn hệ thống và nền kinh tế vĩ mô nói chung, thì có cái khả năng mà chúng ta có thể đạt được cái mức lãi suất cho vay ngắn hạn trong kết nối ngân hàng doanh nghiệp ở mức khoảng 7 đến 8%. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng cho rằng hiện CPI 2 tháng đầu năm chỉ tăng ở mức rất thấp, nên lạm phát chung cả năm nay có thể còn thấp hơn dự kiến. Và đây là cơ hội để các ngân hàng đi trước một bước trong cho vay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là nơi tiên phong trên cả nước thực hiện chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp thông qua sự hỗ trợ của chính quyền các quận huyện. Tính đến nay, các ngân hàng trên địa bàn thành phố đã ký kết cho vay đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh với lãi suất phổ biến từ 8 đến 8,5% một năm.